Ramonda xuất hiện lần đầu tiên trong tập truyện Marvel Comics Presents số thứ 14. Có một điều mà anh em không biết, đó là Shuri và T'Challa là hai anh em cùng cha khác mẹ. Trên phim thì đúng là cả hai người đều là con của Thái hậu Ramonda. Nhưng trong truyện thì T'Challa lại là con trai của Hoàng hậu Nayami, một trong số những nhà khoa học hàng đầu trong việc ứng dụng công nghệ vibranium vào y học. Tuy nhiên, bà đã qua đời sau một chứng bệnh lạ, sau khi hạ sinh T'Challa. Ramonda rời khỏi quê hương Nam Phi để giúp đỡ những người da màu chống lại chế độ apartheid. Trong chuyến đi, cũng bất ngờ gặp được T'Challa khi cậu đi lạc. Và sau khi giúp cậu gặp lại cha của mình, Ramonda đã nảy sinh tình cảm với quốc vương T'Chaka và cả hai người sau đó đã kết hôn. Không lâu sau, bà đã hạ sinh được công chúa Shuri. Và video ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào chúng mình sẽ ra trong tương lai. Mãi cháy! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!